Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với trận thi đấu của Boom. Và vẫn là 7 bình sét với cả là 1 bình động đất anh em nhá. Chơi 2 balloon, 2 lava với cả là 34 balloon. Trận này thì có 2 headhunter nữa. Và đây là những trận thi đấu của những đội thi đấu vòng loại ngày đầu tiên trong giải vô địch thế giới Clash of Clans năm 2020 vừa mới diễn ra tối qua thôi. Đây là những combo mới nhất về Lava Loon chơi với cả là bình sét anh em. Rất là càng cò luôn và họ đánh cực kỳ tốt. Đây là một cái combo new meta mới ở trong Clash of Clans mà mình nghĩ là các bạn sẽ nên tham khảo để học hỏi những người chơi đẳng cấp thế giới này. Và tình huống này đã dồn tất cả những đơn vị tướng ở đây. Trừ đại quản giáo thì chút nữa đi kèm với Lava thôi. Có PK với cả là Roy Champion King Queen rất tốt luôn. Ăn thêm được mấy cái E nữa rồi. Và việc bây giờ có bình xét ăn cái lính hội thành nó cực kỳ là nhẹ nhàng luôn đến từ người chơi Bùm. Đã hiệu Roy Champion. Và Queen sẽ ăn luôn cả cái mỏ chim mà không cần phải có Hisler hồi máu khu vực phía sau. Và tất cả balloon nó sẽ đi từ hướng 6 giờ về 9 giờ. Rất căng luôn. Còn lại là X-Bow mặt đất thôi. X-Bow mặt đất thôi. Queen đi coi như là dọn ra cho những công trình ở phía ngoài. Quá chật trời luôn. Khu vực nhà chính ư? Chỉ có X-Bow mặt đất. Và việc này Boom có thể làm hoàn thành tốt xuất sắc nhiệm vụ của mình. Chỉ còn đúng một bình đóng băng chuẩn bị gông. Đúng rồi, quá đẹp luôn. Đại quân đã được bảo vệ toàn bộ. Quá chật trời. Và một số balloon khác cũng sẽ được từ từ thả ra ở những công trình. Và anh em có thể để ý là 3 đến 4 con balloon cho mỗi công trình phòng thủ được người chơi Boom này sử dụng. Và việc rải như thế này thì đấy, cách rải thì anh em có thể chơi. Mình thì cũng chưa ít khi chơi lava balloon lắm, mình toàn chuyên đánh dòng điện thôi. Nhưng mà nhìn những người cao thủ nào đánh cực kỳ đẹp mắt và số lượng balloon còn quá nhiều trong trận thi đấu này. Một siêu phẩm nữa, một siêu phẩm về lava balloon nữa. Phải chăng sức mạnh thống trị bầu trời nó đã trở lại với Lava Loon khi Lava đã được thêm cấp độ và bình xét nó chỉ còn có một slot thôi. Tuyệt vời, huyền thoại đã trở lại phải không anh em? Hãy đưa ra ý kiến cảm nhận của các bạn về cái combo này nha. Tiếp theo là trận thi đấu của TK, vẫn là 7 set, một động đất. Tuy nhiên trận này người chơi này có đổi món sang một con Ice Golem. Tuy nhiên chơi vẫn cơ bản là hai lava anh em. Và khu vực 4 công trình nó để gần nhau mỏ chim, rồi là hội thành X-Bow. Toàn cực kỳ nhanh gọn luôn. Bây giờ chỉ còn thi đấu lại với cả 3 bình tốc với cả 2 bình đóng băng thôi. Ở trận này Ice Golem đi trước. King Queen khu vực góc 4 giờ cứ vậy mà tường vào thôi. Ice Golem chốc nữa sẽ có một pha bằng hiệu một cách chiến thuật đóng bằng được rất nhiều công trình phòng thủ ở đây. Và như vậy là đã gồng Queen rất sớm. Gồng King rất sớm luôn. Máy bắn đá đứng bắn chùa là quá gắt rồi. Một siêu công thành binh được không? Đẹp. Nó chết cũng đúng quy trình nữa. Ăn máy bắn đá có kịp không? Không, nhưng mà cố gắng ăn cái thổi gió đi. Thôi. Không xong rồi. Nhưng Lava Loon là thống trị bầu trời cơ mà. Sẽ có cách xử lý của người chơi TK này. Và lúc mà đánh trực tiếp đây một trận thi đấu cực kỳ gay cấn luôn. Đám lava còn lại đã được thả vào khu vực góc 9 giờ nữa các bạn ơi. Chơi vào chỗ thẳng bị cây thổi gió nó thổi. Áp lực từ cây thổi gió là một điều cực kỳ khó chịu. Sập cây thổi gió, không nói nhiều. Tiếp cận luôn được cả máy bắn đá rồi. Đại quản giáo bình tĩnh từ tốn tiếp cận vào sát khu vực nhà chính. Khi bị kích hoạt mới gồng thôi. Ui dồi ôi, một đám balloon quy tụ về một mối. Vẫn cất dành hai bình đóng băng lại anh em. Chưa hề sử dụng một chút nào luôn. Royal Champion bây giờ tiếp cận vào ăn trụ vị giác. Cái đơn vị phòng thủ nguy hiểm cho cái đám lava balloon. Đã bật skill và ăn luôn được air defense cũng như là trụ archer. Quá gắt rồi. Có một bẫy lốc xoáy ư? Không sao, chúng tôi đã có mặt ở đây để xử lý trụ wizard, cho thêm cái đóng băng cho nó chất nào.
đóng băng trụ vi giác với cả là cái chờ không, hay là lại chấp luôn, không cần thả. Rồi. Chấp luôn. Rồi, một vài chấp spell đến từ TK. Quá chất đến từ Lavaloon, xét với cả động đất anh em nhá. Vâng, chấp luôn thả cái giữa lính hội thành. Vâng, giải thi đấu vòng loại thế giới mà các ông chơi kiểu này thì cũng đúng là quá khỏe cho Lavaloon rồi. Kinh khủng khiếp. Tiếp theo là trận của Marino đánh INTZ, đánh với cả là Darkness Muzan. Lần này chơi 3 lava anh em ạ, nhưng mà cái bình set thì vẫn là 7 con. 7 set, 1 động đất. Để xem người chơi này sẽ tiến hành phá hủy như thế nào nha. Lính hội thành hay là mỏ chim sẽ bị sập trước đây. Anh em bình tĩnh theo dõi nha. Như vậy là đã ăn lính hội thành và Inferno nhiều tia. Căng. Cất lại mỏ chim anh em ạ. Quyết định cất lại mỏ chim. Toàn bộ đơn vị tướng đã được triển khai, trừ đại quản giáo sẽ kẹp với cả là lava. Inferno một tia đã đốt em rồi ở champion rồi. Vâng, sẽ như thế nào? Vâng, đầu tư ngay cái đóng băng. Rồi, vâng, phải thu hút thôi, thả balloon vào để ăn cái Inferno một tia. Vâng, một pha xử lý khá là tinh tế. Rồi, còn hai balloon hữu. Tính được số lượng đam là cực kỳ tốt luôn. Em Queen sẽ hoàn thành nhiệm vụ khi gồng luôn để ăn Inferno một tia. Căng. Rất căng trong tình huống này. Nhưng Marino sẽ hóa giải như thế nào? Khi mà tầm ở đẳng cấp thế giới, họ có những cái pha xử lý khá là chất chơi anh em, và cực kỳ bình tĩnh, không hề cà cuống trong cái đoạn mà cà Queen hiệu bị Inferno một tia nó đốt. Cái lúc mà thả đóng băng cũng không cần luôn. Và như vậy là Lavaloon đã bao vây lại khu vực co cụm này. Expo chỉ có mỗi một cái thôi, mỗi một cái phòng không, còn lại máy bắn đá thì đã bị đóng băng thêm một cái. Quá chất rồi, đại quản giáo đâu? Ba, vâng, chưa kịp đến một luôn đã gồng, và cực kỳ cái đồng là balloon vẫn còn. Giờ thời điểm này bẫy lốc xoáy tôi không sợ. Trên đường dài anh không sợ đâu, chỉ sợ đường về thiếu vắng em thôi. Tuyệt vời. Ở dưới này vâng là vào pub với cả là rồng lớn đang phát huy tác dụng cực kỳ tốt, và lính hội thành là họ xin là một rồng lớn, còn lại là xin balloon anh em ạ. Đấy là đẳng cấp mấy trận thi đấu nãy giờ mình quan sát thấy là như vậy. Mình vẫn có nhu cầu nộp vé vàng, thẻ điện thoại, rồi là cũng như là các gói gem, các ưu đãi anh em cần thì nói mình nhá. Mình chuyển khoản hay là Momo hoặc là thẻ điện thoại đều ok hết nha. Lại một trận thi đấu quá hay nữa đến từ người chơi này. Chất chơi lắm anh em ạ. Chúng ta hãy cùng đến với trận thi đấu của Zozo đến từ An Attack. Đánh ba. Và như vậy là sẽ sập nốt lính hội thành với cả là mỏ chìm nữa. Vâng, thả cực kỳ hay ho luôn. Ghê thật anh em ạ. Bình xe bây giờ nó quá nguy hiểm rồi. Một slot bây giờ là nó quá nguy hiểm rồi. Nó đã đang mang lại về với cái sự khủng khiếp cho Lavaloon thống trị bầu trời nữa rồi. Ừ, bắn đi. Bắn chết đi rồi bạn sẽ chết luôn. Anh em để ý nhá, những cái công trình mà để sát nhau như mỏ chim với cả lính hội thành là cứ vậy mà tường rồi. Điểm quan trọng luôn đấy. Nãy giờ là cứ đánh Lavaloon là cái nhà hội thành mà tường. Rồi, gồng Queen. Úi giời. Vô bật skill luôn. Vâng, không nói nhiều. Vào là chơi skill luôn anh em ạ. Rất là càng cò. Lava đã được bụp ra đây luôn rồi. Và dưới này chỉ có mỗi hai cái expo là để phòng không thôi. Bây giờ trong những trận đánh vua thì họ đã để lại expo cả phòng không rồi anh em ạ. Không như thời trước là để cả mặt đất thôi. Toàn bộ là mặt đất, nhưng bây giờ sau bản update cái là nó phải thay đổi ngay. Bởi vì Lavaloon bây giờ nó quá nguy hiểm rồi. Kể cả đánh rồng lớn, kể cả đánh rồng lớn mà nó tương mình xét vào mà để mặt đất cả thì cũng coi như xong. Như vậy trong lính hội thành là Balloon với cả là Baby Tiểu Long anh em ạ. Họ tính toán đến từng đơn vị lính một.
đã hiệu đến nơi luôn. Máy bắn đá, vâng, tranh thủ ăn nốt vài con đi rồi bạn cũng sẽ đi bụi thôi. Được, vâng, nó đổi sang nó bắn đại quản giáo thì nó thông minh lắm rồi đó. Là như vậy đại quân còn rất đông. Vâng, đông ở đâu chưa thấy, đó là trồn tí thôi. Hãy đưa ra cảm nhận của bạn về combo này. Thực sự bây giờ nó đã quá mạnh rồi anh em nhờ. Vâng, cứ xét với cả là động đất như thế thì đại quân đằng nào cũng tàn nát. Ghê thật, bỏ chim rồi cũng nằm thôi. Tiếp theo là người chơi Ash đến từ An Attack đánh tiếp với cả là Lavaloon. Bây giờ anh em tập trung chú ý xem nó sẽ tương vào đâu. 7 xét, 1 động đất. Và như vậy là bây giờ cái khu vực lính hội thành kia kìa. Đó, vâng, ăn luôn một cái máy bắn đá nữa ở đây với cả là... Ui giời, ăn được cả thổi gió nữa anh em ạ. Tính toán cực kỳ chất chơi người rơi đến từ thanh niên As này. Ghê thật sự luôn. Quá hay luôn anh em. Anh em lưu ý nha. Tiêu diệt lính hội thành là một điều cực kỳ quan trọng trong combo mà Lavaloon đánh bình xét với cả là động đất. Hãy khai thác triệt để. Ui, một pha gồng kinh vào để tiêu diệt một đống công trình ở đây và cả queen của đội bạn, khiến cho họ không có kịp trở tay luôn. Rất khỏe, rất là tinh tế, quá hay đến từ người chơi này. Vâng, có những pha xử lý vâng đi vào lòng đất. Vâng, những pha xử lý này là những pha xử lý mang về tiền triệu đô đây anh em ạ, không phải đùa đâu. Những trận thi đấu để tranh giải triệu đô chứ không phải là tầm thường, vâng, triệu Việt Nam đồng đâu anh em ơi, càng lắm. Vâng, chỉ có một cú thả nhầm quân hoặc là một con bom bay thôi. Nó biến cho cái giải của các bạn vâng mất gần mấy chục nghìn đô đấy. Đừng có mà đùa. Đại quân đã được thả và lava cũng đã được bụp hết vào luôn rồi. Đóng băng. Như vậy là còn mỗi thằng kinh ở trên này. Không chạy về để ăn air defense, không sao cả. Không sao cả. Bẫy lốc xoáy ư, ok bạn. Chơi luôn đi bạn. Điệu nhảy tango một tí thôi mà. Chúng ta vẫn còn một bình tốc sẽ thả ngay ở chỗ trụ quy giáp nó đang thổi cái kìa. Với cả là mỏ chim. Đấy, chuẩn bài rồi. Đi thẳng một mạch lên ở cái khu vực trụ quy giáp nữa. Vâng, còn tới hai trụ quy giáp nhưng mà không sao đâu. Quân của chúng ta vâng vừa mới có kỳ thư vĩnh cửu. Vâng, thoải mái tha hồ luôn, để mà ăn. Vâng, con rồng lớn đang thi đấu với cả thằng kinh cũng buồn cười chứ. Rồi, đại quân không ngán em nào. Vâng, tất cả bước hết ra đây, đánh nhà Joker bên kia luôn. Rất tốt. Hãy đưa ra các bạn cảm nghĩ nha. Và anh em nào mà thích chơi Lavaloon thì bây là thời điểm cho các bạn quay trở lại cái combo bằng huyền thoại. Biết bao nhiêu là người chơi đã từng chơi nó rồi. Ok các bạn ơi, 100% ngon luôn. Quá hay. Wow.